À, xin lỗi các bạn, vừa nãy nó hơi bị có vấn đề về máy của mình, nên là mình sẽ tiếp tục. Đấy, đây nó bắt đầu khô rồi thì các bạn, mình sẽ bắt đầu mang vào ha. Rồi, đây là thành quả của nó này các bạn. Nó không dính nhưng mà nó vẫn còn hơi mềm, nên là các bạn phải sơn một lớp keo. Và các bạn có nhũ thì các bạn sơn nhũ cũng được, nhưng mà phải nhũ trắng nha. Mình sẽ cho một ít ra tăm bông, phớt và phết một lớp lên trên này. Đó. Đó. Để cho nó khô ha. Trong khi chờ cái lớp hồ này khô thì mình sẽ sử dụng đến cái găng này, vì cái quả lòng đỏ, mình cứ tạm gọi là lòng đỏ, thì nó chưa khô nên là mình sẽ mấy cả nó hơi nhỏ nên là mình sẽ dùng cái ngón cái. Còn nếu các bạn làm to á thì nếu mà cái này của các bạn mà các bạn làm to á thì các bạn mình nghĩ nên dùng ngón cái, nhưng mà mình làm nhỏ nên là mình sẽ xài cái ngón này. Mình sẽ cắt cái ngón này, cắt phần ngón này ra. Rồi khi mà hộ nó khô rồi á, các bạn sẽ để cái bóng này vào trong này, vào trong cái răng. Ok, sau đó khi mà nhét vào á trong bịch thì các bạn sẽ cho nước vào. Hơi ít. Mình không hiểu sao cái này của mình cứ bị phồi
dịp tốt ra. Mày là thành công à? Các bạn có thể cắt phần thừa này đi. Mình sẽ cắt phần thừa này đi. Buộc thật chặt lại ha. Đó. Play the let's play. Yeah. Các bạn có gì thấy rõ không nhỉ? Chắc là do ánh sáng nên là các bạn không thể nhìn thấy rõ được cái quả trong này. Còn ngoài này mình nhìn thấy rất là rõ các bạn ạ. Đây, mình che vào. Đó, đó, thấy không? Các bạn cũng có thể làm quả to hơn ha. Chơi rất là thích các bạn ạ. Bye bye.